đầu tôi mới sang thì tôi cũng không biết làm cái gì hết, nhưng mà tôi được may mắn, tôi đã được vào bưu điện tôi làm. Tôi cũng làm được 12 năm, sau đó tôi thấy là không phù hợp, nên tôi ra, tôi đi buôn bán, rồi làm xuất nhập khẩu, xong cái đến đi bán artisanal là về cái đồ thủ công mỹ nghệ của nước mình á, là cũng thấy cũng cực quá. Đây là nhà hàng Sếp Thi Thơ, ngay trên một con phố du lịch rất êm đềm ngay ở trong thành phố Luzern. Và chủ nhân của nhà hàng này là chị Serpy Nguyễn Thị Thơ. Tôi không biết làm sao tôi có duyên với cái ngành ăn uống và buôn bán đồ khô của Việt Nam. Rồi tôi cố gắng tôi làm cho tới bây giờ. Đến lúc tôi mở ra được, hiện tại bây giờ là đã được 10 năm. Nói về khách thì khách Việt Nam mình thì tại vì ở Thụy Sĩ thì hơi ít, nhưng tôi bán đa số là cho dân Thụy Sĩ. Người ta rất là hài lòng, những người ta đi về Việt Nam rồi người ta biết đến món phở và món bún thịt nướng, bún bò Huế. Nhưng ở đây tất cả những cái gì tôi cố gắng tôi làm, đồ ăn rất là ngon cho Việt Nam mình. Được đưa cái danh hiệu ẩm thực Việt Nam mình đi ra nước ngoài để cho mọi người thưởng thức và biết đến nền ẩm thực Việt Nam. Tôi rất thích ở Gòn tại vì là nó thứ nhất sự yên tĩnh, thứ hai nữa đó là thành phố du lịch nhưng không đông đúc lắm. Đối với tôi á, thì tôi rất hài lòng. Và những cái khách hàng người ta rất là mến, giống như là người nhà. Cái đó là quan trọng nhất của những người buôn bán. Một cái tiệm nó nhỏ nhỏ, tôi làm nó kiểu như là nó phù hợp. Có 9 chỗ ngồi thôi, tại vì cái luật của Thụy Sĩ đó là chỉ có 9 chỗ ngồi ăn nhưng mà được phép làm bếp. Thành ra em cố gắng em làm những cái món ăn ngon cho khách ngồi thưởng thức những đồ ăn nóng của mình. Và những cái tiệm ăn nó rất là nhỏ nhưng mà nó giống như là một cái quán nhỏ Việt Nam. Lúc nào mình nhớ tới Việt Nam á là mình ngồi đây mình ăn xong cái là được dân người ta nhìn ra, người ta nói wow, thì là đồ ăn Việt Nam mà còn được ngắm cảnh Thụy Sĩ. Đó là em rất là vui, thứ nhất. Thứ hai nữa là đồ ăn được cái là có người ta cũng đem về gần bờ Lắc, gần bờ sông, ngoài đi ra một chút xíu là có chỗ ngoài bờ sông mùa hè đó, thì người ta mua ra ngoài đó người ta ngồi ta ăn. Người ta cũng đem về nhiều món ngon, nem Việt Nam, gỏi cuốn Việt Nam, bánh bao. Cửa hàng này ngoài bán thức ăn nhanh đem về và ăn tại chỗ, cửa hàng tôi còn bán đồ khô và có hàng đông lạnh cho khách của làng này. Thì những lúc người ta cần sử dụng đến để nấu đồ Á Châu của mình đó. Nhưng mà mặt hàng tất cả là đều từ Thái Lan là chủ yếu. Nhưng cửa hàng tôi riêng biệt có bán đũa của Lê Vân. Tôi hy vọng là những cái sản phẩm sau này của Việt Nam mình được nhiều hơn nữa nhập sang nước ngoài. Chị đã có kinh nghiệm làm vấn đề xuất khẩu mặt hàng tôm từ Việt Nam sang Thụy Sĩ, thành công trong thời gian đầu nhưng sau đó có một số trục trặc. Chị chia sẻ về kinh nghiệm đó thôi chị. Vào năm 2003, tôi có muốn làm về xuất nhập khẩu tôm tại Việt Nam, về tận nơi và những cái mà liên quan đến xuất nhập khẩu từ đông lạnh, đóng gói cho đến con tôm. Thì tôi chung với một người bạn là anh tên là Nguyễn Thanh Hùng,
anh ấy làm ở Swisscom mà, Thụy Sĩ. Mình đã đứng ở Thụy Sĩ, nhưng còn lại tất cả toàn bộ này nó giao cho phía Việt Nam. Thì có một người đại diện ở Việt Nam lo về cái phần đó. Thì hai chuyến đầu sẽ thì thành công. Từ cách đóng gói, sản phẩm, con tôm, tất cả này nọ đều đạt chất lượng hết. Sang mình bán trong vòng có 2 tháng là hết một container. Bán là chủ yếu là bỏ cho nhà hàng, khách sạn. Mà khách sạn của Thụy Sĩ là nhiều hơn. Đó. Nhà hàng Á Châu hơi có nhưng không đáng kể. Đó. Thì cũng rất là hài lòng trong hai chuyến đầu. Chuyến thứ ba về tôm lẫn lộn, tôm kiểu như là cái tay của tôm, tôm 16-20 thì nó bỏ 20-25 vô, rồi đủ thứ hết, rồi tăng giá, nâng giá thành lên, rồi tính ra là sẽ không có lời. Và tất cả này nọ tạo hết mọi điều kiện ở bên này để tạo điều kiện để xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam đi ra nước ngoài để mình quảng bá, nhưng mà rốt cuộc cũng không được. Đó, không thành công. Vào năm 2013 có anh chị sản xuất ra bánh tráng, bún, tất cả này nọ, rồi sang bên này chơi, rồi cũng nhờ là tới tiệm rồi coi, rồi cũng nhờ là làm sao để đưa được hàng hóa sang nước ngoài, mà nhất là Thụy Sĩ, tại vì anh chị cũng đã xuất nhập khẩu rất là nhiều đi các nơi, nhưng mà riêng Thụy Sĩ thì không vào được. Thì mình có về tới tận nơi chỗ sản xuất này nọ, nhưng mà trao đổi này nọ đó, thì cho người nhà tới này, tất cả này nọ thì lại không có. Hoàn toàn nó lại là một chuyện khác nữa, mà không hiểu như thế nào. Cũng có nhờ người Việt Nam để tìm hiểu tại sao những người Việt Nam như vậy. Đó, thì hàng hóa thì lúc nào cũng muốn cho đi ra nước ngoài hết, nhưng mà ai cũng muốn quay trở về để làm để này nọ hết. Nhưng mà làm vẫn không thành công thì người ta không biết làm kiểu nào. Đó. Để cho nó rõ ràng cái hàng hóa Việt Nam. Chỉ vậy thôi, chứ còn tất cả trên thế giới đều ai cũng thích hết. Đó, đồ Việt Nam hiện tại bây giờ là cũng là có tiếng. Nhưng mà riêng Thụy Sĩ nó có bỏ tiền ra, nó đầu tư, nó nuôi tôm tại Việt Nam. Nó đóng gói mạc, rồi là tất cả hàng hóa này nó về nó đóng gói hết tại Việt Nam. Từ công đoạn máy móc này nọ là người ta đưa về người ta làm thì được. Đó. Sang người ta thành công hết. Thì mình là một cái đại lý nhỏ, thì mình muốn là tất cả những cái hàng hóa này nọ thì mình cố gắng trong cái nghề của mình thì mình làm để cho nó được hết, cả đối tác, cả mình, tất cả này nọ đều được sự thành công. Nhưng mà không được như sự mong muốn của mình thì như vậy thôi. Là một người kinh doanh trong ngành thực phẩm ở Thụy Sĩ này, theo chị thấy thì những mặt hàng thực phẩm nào ở Việt Nam có tiềm năng xuất khẩu sang thị trường Thụy Sĩ này thưa chị? Tất cả bây giờ cái gì cũng có thể đưa vào được, nhưng có làm được hay không cái đó là do về phía Việt Nam. Rồi nhiều khi cũng là cái mà phải đảm bảo chất lượng, tại Thụy Sĩ là phải chất lượng cao. Tất cả những cái mà nhất là về gạo, cái gì liên quan về gạo, hiện tại giờ bánh phở, rồi bún, rồi tất cả mọi thứ đó, đồ đông lạnh thì có cá, có tôm, có mực, có tất cả này nọ, rau cỏ này nọ đầy đủ hết. Cái gì người ta cũng làm được hết. Nhưng mà mình thì không, chỉ có cái không biết tại sao người Việt Nam mình không làm được, mà cứ phải nhờ tới cái nước thứ ba mới xuất đi được. Mà là đó là cái bao nhiêu câu hỏi của rất nhiều người đều đặt ra mà không trả lời được. Đó. Chỉ cần để mọi người hiểu được như vậy thôi, là hàng hóa của mình coi như là tất cả này nọ, nền kinh tế này nọ phát triển, đang phát triển, tất cả này nọ chỉ mong muốn vậy thôi. Làm sao để làm tự mình làm ra được, tự mình xuất đi được. Đó. Chứ đừng có phải nhờ tới đối tác một cái nước thứ ba đứng ra để làm giấy tờ thủ tục cho mình nhập đi. Nếu mà có một lời đề nghị hoặc một lời khuyên nào đó đối với lại các nhà sản xuất thực phẩm ở Việt Nam, là một người kinh doanh trong ngành thực phẩm ngay tại đây ở Thụy Sĩ, chị có đề nghị gì thưa chị? Mình chỉ là một cái đại lý nhỏ, mình không dám
nói là khuyên hay này nọ, thì tại vì tất cả những cái nhà sản xuất đều biết hết, nhưng mà thị trường của mỗi một nước nó khác nhau, nhưng mà nói chung quy vào là chỉ có chất lượng đó, mà làm sao có chất lượng, rồi là cái đầu ra. Đầu ra không phải là không có đó, mà đầu ra người ta cũng rất cần hàng hóa của các nước Á Châu. Tại sao riêng cái đất nước Việt Nam mình nó rất là nhiều mà lại làm không được? Là phải có vấn đề, thì phải chỉ có nhìn tất cả này nọ phải coi lại hết và làm ra sao để cho nó có cái chất lượng tốt, đúng cái theo tiêu chuẩn của người ta đề ra thì mình nhập ra được thôi, mình coi như xuất khẩu được đó. Tại vì thị trường bây giờ nó rất là cần đó, tất cả những cái gì là về nature, về tất cả này nọ mà Việt Nam mình là có đầy đủ hết mà không làm được, nhất là về trái cây nữa, trái cây của các nước đó, trái cây của Việt Nam mình là phong phú đủ hết rồi, về lúa gạo cũng như giống như thực phẩm này nọ, tất cả này nọ có hết đó. Nhưng mà phải nhờ tới cái nước thứ ba, thì thành ra là những cái nhà sản xuất, những cái nhà làm ra những cái đó thì phải xem xét lại.